2 ngày tới có lẽ là ngày quyết định quan trọng tiên quyết của 18 năm đèm sách. Đề văn sẽ vào bài Ngứa Rõ Sông Đà, bởi vì em cảm thấy em ôn khá chắc bài này và mai em sẽ viết một cách thật tự tin và thoải mái nhất. Thực ra thì em theo khối tự nhiên cho nên là em cũng tự thú nhận là môn văn của em không được tốt lắm. Chính xác thì em theo dạng môn tổ là bài đất nước ạ. Em mong đề văn ngày mai sẽ là bài Việt Bắc ạ. Nếu mà đề Việt Bắc thì em nghĩ em viết tầm 4 đến 5 tập. Tại vì em ôn Việt Bắc rất là nhiều. Em mong văn ngày mai sẽ vào thơ bởi vì em viết thơ hay hơn viết văn bản. Chém gió dễ hơn với cả nó dài hơn nữa.